Chào mừng các bác đã đến với video clip giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở chương trình video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc đến từ những thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đó là thương hiệu Pioneer, thương hiệu Sansui và thương hiệu Denon. Để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hôm nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích. Và ngay sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể cho từng mẫu sản phẩm. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa siêu phẩm đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản, đó là dòng model S955. Các bác biết đối với dòng 955 thì nó có cả phiên bản dòng CS nữa. Đối với phiên bản CS thì nó sẽ có mức giá rẻ hơn so với phiên bản S. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng. Ở phía dưới này thì nó sử dụng một cái loa bát có đường kính lên tới là 40cm. Nó sử dụng màng giấy, màng gợn sóng và nó sử dụng gân mút. Các bác thấy về gông loa cũng như là về màng loa có rất là mịn mãn, rất đẹp các bác nhá. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa trung đô, tính cả gông có đường kính vào khoảng 20cm. Trung âm của dòng này thì các bác nghe thấy âm thanh của nó rất là trong và sáng, nghe âm thanh rất là rõ ràng. Và nó sử dụng một loa chép điện có tần số cắt rất là cao, đem đến phần giải cao nghe rất là thánh thót chi tiết. Và các bác thấy nó sử dụng lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trước như thế này. Và sử dụng hai vi tinh chỉnh đấy, để các bác có thể chỉnh mid và chỉnh chép tùy theo cái sở thích của các bác, để các bác có thể điều chỉnh nó phù hợp với gu nghe của mình. Đây là cặp loa rất là nổi tiếng rồi, em sẽ quay cụ thể về tình trạng của cặp loa này để các bác có thể nắm được rõ về cái độ đẹp của cặp loa này thôi. Dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy là 91 dB, và nó có công suất đầu vào là 50W và có công suất max lên tới là 100W trên một loa. Như vậy thì các bác thấy đây là cặp loa giúp cho chúng ta có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác thấy nó được bố trí sơn bóng piano rất là sang đấy, rất đẹp các bác thấy đây. Ở đằng sau thì các bác thấy cọc nhận tín hiệu đi vào này, từ âm ly này, rồi là các bác thấy tem cỏ phía sau còn đầy đủ. Cặp loa này với tình trạng thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi, rất đẹp. Và đối với mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới là 47kg. Như vậy thì các bác thấy trọng lượng rất là nặng các bác nhá. Các bác bê những cặp loa như thế này thì chúng ta phải sử dụng đến hai người đấy để chúng ta có thể bê được những chiếc loa như thế này. Một cặp loa như thế này sẽ có trọng lượng lên tới là 94kg, rất là nặng. Chất âm thì rất là lung linh. Sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly thuộc dòng Z-Saver cổ đến từ thương hiệu Sansui của Nhật Bản, đó là dòng model QRX8001. Đây là chiếc âm ly thì các bác thấy nó có cái size kích thước rất là lớn nhá. Đấy, các bác thấy đây, vào khoảng trên 60 rồi. Và các bác nhìn thấy ở mặt trước nó sử dụng mặt phay nhôm. Và các bác thấy trên này các bác thấy nó hiển thị các tần số của đài FM và AM. Đây là chiếc âm ly cho chúng ta có thể nghe được đài FM hoặc AM. Các bác nhìn thấy nó hiển thị những cái đồng hồ VU nhìn rất là đẹp. Khi chúng ta mở tín hiệu đưa ra loa nó sẽ nhún nhảy thì độ nhạc nhìn rất là bắt mắt. Và chiếc âm ly này thì nó sử dụng là 8 con sò đấy, và có công suất tiêu thụ điện lên tới là 370W. Các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa của Pioneer, rồi là những dòng loa của Mỹ, đấy, loa châu Âu, nó đánh rất là hay, đem đến âm thanh rất là trong, sáng, đấy, nghe tiếng của nó rất là đậm. Và chiếc âm ly này thì có dân mức giá ngoài 20 một chút thôi. Chiếc âm ly này thì các bác thấy cái vỏ gỗ của nó cũng bị dập hơn một chút ở góc như thế này, bị một chút rồi các bác nhá, cho nên thì có mức giá nhỉnh hơn 20 một chút thôi, một chút xíu thôi. Bạn nào quan tâm thì các bác cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và phía trên thì các bác nhìn thấy đây là chiếc xin lỗi các bác, đây là chiếc đầu CD Denon S10 3 la mã. Đây là mẫu đầu thuộc dòng 2-trong-1, nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Và nó đến dòng S10 thì các bác thấy nó có từ những dòng S10 trơn, S10 2 la mã và S10 3 la mã, và cuối cùng là S10 3 la mã limited. Đây là chiếc đầu giải mã lên tới là 24 bit. Ngoài việc chạy đĩa CD, các bác có thể sử dụng nguồn phát từ trên mạng, thì các bác có thể đưa qua bộ giải mã DAC của chiếc đầu này, nó sẽ xử lý bản nhạc sẽ trong sạch, bóc tách hơn và chi tiết hơn rất là nhiều. Và chiếc đầu này có mức giá là 19 triệu đồng. Các bác thấy một mức giá rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc đầu cao cấp 2-trong-1 như thế này, với trọng lượng của nó rất là nặng, vào khoảng 14-15kg gì đó. Đấy, với tình trạng máy các bác thấy đây, ở mặt trước nó sử dụng mặt phay nhôm, đây là màn hình vi tính và đây là cửa đĩa. Dòng này thì mắt rất khỏe và bộ cơ của nó chạy rất là mượt mà.
Và sau đây thì em sẽ mở test qua một đoạn nhạc để các bác cùng thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và đối với cặp loa Pioneer S955 3 la mã thì có mức giá là 44 triệu đồng. Các bác thấy về tình trạng của nó rất là xuất sắc nhá, một mức giá rất là hợp lý để các bác có thể sở hữu cho cặp mình cặp loa siêu phẩm như thế này để chúng ta sử dụng với mục đích nghe nhạc trong gia đình. Các bác thấy khi chúng ta đánh với dòng âm ly của Sansui thì nó đem đến tiếng bass còn nó rất là trầm ấm, nghe tiếng bass rất đậm. Em sẽ next cho tiếp một bài nữa nhá để các bác cùng nghe nhá. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau, mình cũng xa rời. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Trái ngang nên mình lỡ duyên tình thì thôi anh quên chuyện xưa cho anh cho em để một người vui với đời mãi mãi cách xa nhau. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa thưởng thức một đoạn nhạc trên bộ khối hình này rồi. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Và các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn của ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Sao nên lời tỏa đây anh khiến xôi hai người thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho trời đã phân chia tình nghĩa không thành đường em đi